À, chúng ta sửa cái đề vi tích phân 1C học kỳ 1 năm 2021-2022 á. Để thi gồm 5 câu. Câu thứ nhất, giới hạn số dùng quy tắc L'Hôpital ha. Câu thứ hai là đảo hàm hàm ngược và khai triển Taylor. Câu thứ ba là tích phân suy rộng. Cả lời 1 và lời 2 luôn. Câu thứ tư là chuỗi số. Câu thứ năm là định lý cơ bản của vi tích phân. Đây là các cái nội dung trong cái đề thi ha. Thì chúng ta lần lượt giải quyết các cái câu hỏi này. Riêng câu 5 mình cộng 1 vô cái mẫu ha, để cho đảm bảo được rằng đây chính là cái tích phân xác định. Trước hết chúng ta xem xét giải quyết câu đầu tiên. Nhắc lại quy tắc L'Hôpital ha. Chúng ta xét cái giới hạn sau, giới hạn biết trình gửi thì ở đây chúng ta chú ý là chúng ta đang xét cái giới hạn này có dạng là 0 trên 0 hoặc là vô cùng trên vô cùng, và chúng ta giả định cái giới hạn sau tồn tại. Trường hợp đi khi chúng ta tồn tại trong tập số thực mở rộng, tức là nó có thể bằng cộng trừ vô cùng ha. A có thể bằng cộng trừ vô cùng được, A là một số thực trừ vô cùng. Giới hạn của f phải x trên g phải khi tính A có thể bằng cộng trừ vô cùng cũng được. Và khi đó thì sao? Giới hạn của f phải biết trên ngưỡng thứ hai, giới hạn của f phải g phải thứ hai dùng quy tắc L'Hôpital. Tất nhiên là nếu một cách đầy đủ thì chúng ta cần các cái điều kiện khác nữa. Nếu giới hạn này còn tiếp tục còn dạng vô định, chúng ta phải dùng quy tắc L'Hôpital nhiều hơn nữa, nhiều lần hơn nữa ha. Thì ở đây chúng ta sẽ giới hạn này có dạng tích ha, dạng không như vô cùng nè, khi tiến ra vô cùng cộng vô cùng thì em trừ x nè, còn không nè, khi mũ vô cùng khi mũ 2022 sẽ tiến ra vô cùng, cho nên giới hạn này có dạng không như vô cùng. Chúng ta sẽ chuyển từ giới hạn không như vô cùng về hình giới hạn dạng thương, sau đó chúng ta dùng quy tắc L'Hôpital ha. Đó. Giới hạn của E mũ 2022 đi tính theo cùng cộng cùng, thì chúng ta có hai lựa chọn ha. Mũ trừ x mũ 2022 chia tử mẫu cho hai mũ 2022, tức là em mũ trừ
giết mũ trừ 2022, hoặc là chúng ta có lựa chọn thứ hai, chia tử mẫu cho e mũ coi như mẫu lần một ha, e mũ trừ x. Chúng ta xem xét, nếu chúng ta lựa chọn cách thứ nhất thì dùng quy tắc L'Hôpital sẽ thấy được rằng là cái mẫu này nó cứ cái mũ này nó sẽ tăng lên ngoài ha, là mũ trừ 2023 trừ 2024 không bao giờ nó mất cái phần đã thức được. Nhưng cái lựa chọn thứ hai thì lại tốt hơn nhiều. Mỗi lần kiểm tra nguyên tắc L'Hôpital thì cái mũ này giảm đi một đơn vị, giảm đến khi nào đó nó sẽ bằng không còn phần đã thức này ha. Còn như đây là thực ra nó giảm đi một đơn vị, cứ giảm giảm, nhưng mà đây số âm giảm giảm mãi, không bao giờ nó có tính chất giống như đây chuyển thành đã thức hằng ha. Này, cái mũ nó giảm hòa mãi và số này vị trí đó nó ngày càng lớn, thì chúng ta lựa chọn cái cách biến đổi thứ hai. Vâng. Chính là vô cùng mũ 2022 xin cho em quý. Chúng ta dùng quy tắc L'Hôpital lần thứ nhất, chính là 2022 cho x mũ 2021 mẫu là em quý. Đúng như vậy, chúng ta dùng quy tắc L'Hôpital lần thứ hai, hàng đang xét có dạng vô cùng trên vô cùng đó. Tiếp tục dùng quy tắc L'Hôpital 2022 2021 mũ 2020 xin cho em biết vô cùng. Cứ như vậy chúng ta dùng quy tắc L'Hôpital 2022 lần chúng ta có được cái giới hạn này. Mẫu thì vẫn là em quyết tử là 2022 dây thừa. Nhưng lúc này cái phần phần đã thức này x mũ 0 ha, phần 1 ha. Thì này nó ra là 2022 dây thừa chia cho vô cùng bằng 0. Đây chúng ta áp dụng kể cả hai lần trên nữa là tất cả là 2022 lần. Đã bao gồm hai cái lần phía trên này ha. Đây là lời giải thứ nhất. Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng công cụ hàm ngược, chúng ta tìm ra lời giải thứ hai ngắn gọn hơn ha. Ta sẽ cái hàm fx mũ 2022 chúng ta sẽ triệt hạ cái số mũ 2022 này nè để chúng ta dùng quy tắc L'Hôpital một lần thôi. Gx e mũ trừ x x mũ 2022 chúng ta sẽ có điều sau. Chúng ta biết được hàm f này nè. Xác định trên khoảng không vô cùng thì nó là một song ánh. X thuộc khoảng không vô cùng thì chúng ta có f, chúng ta tác động f mũ trừ một vô, f trừ một anh nhớ là f mũ trừ một x mũ một phần 2022. Chúng ta tác động hàm f mũ trừ 1 vô hàm g này thì cái số mũ này nó sẽ giảm xuống ha. F mũ trừ 1 gửi e mũ trừ x trên 2 2022 thì cũng chính là bằng x trên cho e mũ x trên 2022. Rồi sau đó chúng ta lưu ý thêm một điều nữa, tác động F vào, tác động F vào một lần nữa thì chúng ta có là F tác động vào F mũ trừ 1
Do đó chúng ta sẽ tính giới hạn của giới hạn sau. Giới hạn của hàm G này, giới hạn cần tìm bằng giới hạn F trừ 1 theo cùng. Ở cái hàm F này nó rất đặc biệt, chúng ta có thể đưa cái giới hạn vào bên trong ha. Còn F giới hạn F trừ 1 gửi khi tính ra vô cùng, thì chúng ta chỉ cần tính cái giới hạn này ha. Thì lưu ý rằng cái giới hạn bên trong ruột này giới hạn của hàm F mu trừ 1 và gửi tính ra vô cùng thì bằng giới hạn của x trên cho e mũ x trên 2022. Rồi cùng chúng ta dùng quy tắc L'Hôpital một lần thôi, là một mẫu là 1/2022 mũ x trên 2022 cùng. Giới hạn này đã bằng không nè, một vô cùng bằng không nè, do đó chúng ta thay vào bên trên thì chúng ta có giới hạn của hàm G là giới hạn của e mũ trừ x x mũ 2022 bằng f của không này, f không thì bằng không. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ hàm số ngược, chúng ta sẽ tính toán giới hạn này nó gọn gàng hơn, nhanh chóng hơn, thay vì phải dùng quy tắc L'Hôpital 2022 lần. Đây chúng ta chỉ dùng quy tắc L'Hôpital một lần thôi. Vậy là áp dụng quy tắc L'Hôpital một cách khéo léo, chúng ta xử lý nó dễ dàng hơn ha. Ta xử lý câu thứ hai, xử lý câu A trước ha. Thì chúng ta chú ý đến công thức đạo hàm của hàm số ngược ha. Đạo hàm của f trừ 1 y này, 1 trên đạo hàm của f tỷ với y bằng f(x). Thì ở đây chúng ta lưu ý rằng là chúng ta đang xét hàm f bằng căn bậc 2 f(x) bằng căn bậc 2 tan x. Còn f mũ trừ 1 x trừ 1 y tan phương. Chúng ta cũng sẽ có thêm cái thông tin ha. Đạo hàm của F này bằng căn U này, thì 1/2 căn U này. Rồi nhân cho đạo hàm của tan là 1 cộng tan bình. Thay vào công thức này chúng ta sẽ có được này là bằng đạo hàm của f tại x nè, còn nghịch đạo của nó thì ra là 2 lần căn bậc 2 của tan x chia cho 1 còn tan bình x. Chúng ta sẽ thay căn bậc y căn bậc 2 của nhớ lại với y bằng x, tức là y bằng tan x. Chúng ta thay vô ha, thì bằng 2 lần y trên cho 1 cộng y mũ 4. Đạo hàm của f tại y thì bằng 2y trên 1 cộng y mũ 4. Từ đó sẽ suy ra đạo hàm của f mũ trừ 1 là 2 cho 1 cộng cho
Y4 x4 à, chúng ta đã chứng minh được công thức này ha. Để cho nó tiện, ta xét cái hàm g đi. X bằng tan của x mũ trừ 1 ha. Ta có. Chúng ta đã hoàn tất câu A ha, chuyển qua câu G 7x chính là ở trên 2x trên cho 1 cộng x 4. Đã hàm cấp 2 tại x hai lần đạo hàm tử nhân mẫu này. Trừ cho tử nhân cho đạo hàm mẫu nhân cho 4x mũ 3 này trừ 8x mũ 3 trừ 8x mũ 4 chia cho mẫu bình phương 1 cộng 4 tất cả bình phương. Chúng ta thu gọn lại thì nó là 2 trừ cho 6x mũ 4 ra lại lần nữa. Chính xác. À, để tìm ra khai triển Taylor của hàm đến cấp 2 của hàm mặt tan của anh 1. Ta nhớ đến công thức. Ta sẽ có một cái công đoạn chuẩn bị ở đây chúng ta chưa nhau. Khai triển Taylor của hàm F. Taylor của hàm G ha. Đến cấp 2 quanh 1. Khai triển sau. Gửi bằng G1 hàm của g tại 1 nhân chữ x trừ 1 đạo hàm cấp 2 của g tại 1 nhân chữ x trừ 1 mũ 2 trên 2 dư r2x. Thì ở bên trên này chúng ta cần phải xác định các cái thông tin g tại 1 tan 1 thì bằng pi sin 4 g tại 1 chính là 2 phần 2 tức là 1 đạo hàm cấp 2 của hàm g tại 1 bằng 2 trừ 6 chia cho 4 là trừ 1. Vậy chúng ta sẽ có được cái công thức sau là tan y bình phương bằng y trên 4 cộng cho x trừ 1 trừ cho x trừ 1 tất cả bình phương trên 2. Chúng ta khai triển Taylor cần tìm. Chúng ta xem xét tiếp tục xem xét bài 3 ha. Đây là cái tích phân suy rộng. Đầu tiên là xem xét cái tích phân đầu tiên là tích phân suy rộng loại lên một ha, có cái cận vô cùng này. À, chúng ta chú ý rằng ở đây chúng ta có thấy sự xuất hiện của một phần x log x thì thật ra nó chính là ghép một cái cạnh như thế này một x dx này. Thì chúng ta sẽ sử dụng công cụ đổi biến câu A chúng ta tính phân từ a đến t với t lớn 2 ha. Một phần x log bình phương x đến phân từ 2 đến t một phần log x bình phương vi phân của log x
là nguyên hàm của một phần u bình phương du này là trừ một phần u phần c, vậy nó ra bằng trừ một phần log lim e cận từ 2 đến t. Đây chúng ta xét t dương, t lớn 2 ha. Nó sẽ bằng là trừ một phần log lim e của t cộng một phần log lim e của 2. Rồi, ta sẽ tìm cái giới hạn này của tích phân từ 2 đến t, 1 phần x log phần x dx này. T tiến ra cùng. Nó chính là giới hạn sau. Một phần log beta t tiến ra vô cùng thì cái giới hạn này nè, log t nó tiến ra vô cùng ha, nghĩa là trừ một phần vô cùng nè cộng một log b của 2 nè, một cái vô cùng bằng không nè, một phần log b của 2 là một số thật ha. Chính vì thế chúng ta có được tích phân sau chúng ta hội tụ. Cái giá trị tích phân đó chính là con số bên trên. Ta xem xét cái tích phân sơ đồ lần hai cục B. Thì ở đây chúng ta chú ý nó chính là một cái nguyên hàm cơ bản ha, là nguyên hàm của lý trừ một mũ 2/5 này. Nhớ là một phần u mũ alpha này, phần u mũ trừ alpha này. Là nguyên hàm của u mũ beta đi du này. Beta khác trừ một ha, nên u mũ beta cộng một này trên beta cộng một. Ta dùng những kết quả này chúng ta sẽ tìm được ha. Nhớ rằng tích phân thì suy rộng tại một nè, hàm số này không xác định tại một. Giả thứ tư, ta né số 1, tích phân từ t tới 2 với t lớn 1, phân từ t đến 2 t lớn 1 nhỏ 2 ha, 1 phần x trừ 1 mũ 5 phân từ t đến 2 x trừ 1 mũ trừ 2 phần 5 y phân của x trừ 1. Sẽ bằng là tăng số mũ lên một đơn vị, tức là 3 phần 5 x trừ 1 mũ 3 phần 5 y cho 3 phần 5 tức là nhân 3 phần, y 3 phần 5 tức là nhân 5 phần 3. Từ t đến 2 thì nó sẽ bằng thế cận 2 vào thì chính là 5 phần 3, 1 trừ cho t trừ 1 mũ 3 phần 5. Ta tính giới hạn t tiến đến 1 cộng ha, phân từ t đến 2 1 phần x trừ 1 mũ là giới hạn t đến 1 cộng 5 phần 3, 1 trừ cho t trừ 1 mũ 3 phần 5. Chúng ta thấy trực tiếp vô thì ra bằng 5 phần 3, nhưng nó là một số thật. Vì thế tích phân sơ rộng nên xét hội tụ từ 1 đến 2 phần x trừ 1 phần 5 hội tụ. Rồi, đúng bằng 5 phần 3.
Thì mình chú ý ở đây tích phân sẽ rộng, chúng ta sẽ phải tức là tính như một cái giới hạn của tích phân ha. Nếu như bạn nào mà tính tích phân sẽ rộng mà không có dùng giới hạn tức là làm sai ha. Đồng qua cái câu thứ tư, cái đầu tiên là cái câu liên quan tới chuỗi Leibniz ha. Nhớ tới kết quả của chuỗi Leibniz, cái chuỗi gọi như vậy, chuỗi đánh dấu nè, một cú n với n. Chúng ta sẽ xét an, thật ra nó chính có dạng là fn nè. Ta xét cái x, x thuộc nửa khoảng một vô cùng nè. Chúng ta kiểm tra cái tính giảm của giá n này, giá n giảm rồi. Hội tụ được không nè, chúng ta sẽ suy ra cái chuỗi đánh dấu nó hội tụ. Là tiêu chuẩn Leibniz nha. Đây chính là tiêu chuẩn chuỗi đánh dấu. Đôi lúc chúng ta cần sử dụng cái hàm F này, chúng ta kiểm tra cái tính đơn điệu của cái giải hạn này bằng cách chỉ ra đạo hàm của hàm F nó nhỏ bằng không với mọi x thuộc cái nửa khoảng này. Rồi, chúng ta làm thử câu A. Thì ta sẽ xét f(x) x trên cho căn bậc 2 của x bình x qua cộng x, thuộc vào nửa khoảng 1 vô cùng. N chính là fn. Chúng ta dễ dàng thấy được rằng giới hạn của n bằng 0. Thứ nhất, giới hạn của n bằng 0 dễ thấy ha. Không cần chứng minh không. Chúng ta kiểm tra cái tính giảm của giải nha, n. Lúc này nó hơi phức tạp nên ta phải dùng công cụ đạo hàm. Đạo hàm của hàm F x nó thuộc cái đó nửa khoảng một vô cùng ha, nhớ là f phải x nha, như vậy f phải n thì đạo hàm bằng tử nè, hàm tử nhân mẫu trừ cho tử nè, nhân cho đạo hàm mẫu nè, đạo hàm mẫu tức là căn u nè, u phẩy nè. Cái này chia cho u bình mẫu bình chứ. Ta thu gọn lại là hai lần căn bậc 2 của x mũ 3 cộng với tất cả mũ 3. Tử thì chính là hai lần x mũ 3 cộng 2x trừ cho 3 lần x mũ 3 trừ x này. Thu gọn lại thì nó chính là x trừ x mũ 3 chia cho 2 lần căn bậc 2 của x mũ 3 cộng x tất cả mũ 3. Dĩ nhiên này nhỏ bằng 0 với mọi x lớn bằng 1 ha. X nhỏ bằng x mũ 3 với mọi x lớn bằng 1. Vậy chúng ta sẽ có được cái giải n giảm. Thì chúng ta đã đủ cơ sở để kết luận được cái chuỗi ta hội tụ theo tiêu chuẩn Leibniz. Tụ. Đây chính là chuỗi mà chúng ta đang quan tâm thôi.
Ta sẽ xem xét cái câu liên quan tới chuỗi hình học ha. Thì ta nhớ cái số x này thì chúng ta lấy cái số tập phân thứ bao nhiêu thì chia 10 mũ bấy nhiêu ha. 2 chính là 2 phần 10 nè. 10 mũ 1 đó. 5 phần 10 mũ 2 nè. 5 phần 10 mũ 3 nè. Cho 2 phần 10 mũ 4 nè. Cho 5 phần 10 mũ 5 nè. Cộng cho 5 phần 10 mũ 5 nè. Cộng vân vân. Ta gom các số hạng lại. Thì đặt 10 mũ 3 làm tiêu chung nè. Thì này là chỉ là 2. 2 nhân 100 là cộng 5 nhân 10 là cộng 5 nè. 255 nè. Tiếp tục. 255 chung của mình là 10 mũ 5 nè. Cho là nhầm này 10 mũ 6. Vậy là cái số hạng tổng quát của mình 10 mũ 6. 255 phần 10 mũ 3k. Vâng. Vậy chính là cái tổng chuỗi này. K chạy từ 1 đến vô cùng. 3k. Thì đây chính là chuỗi hình học ha. Chuỗi công thức tổng chuỗi hình học này. Số hàng đầu tiên này. 255 này. Phần 1000 này. Cho 1 trừ công gọi này. Chuỗi hình học. Thì ta tính toán từ xa là kết quả 255 phần 9. Ta có thể rút gọn ha. Chia tử mẫu cho 3. 3. Tử là 85. Chúng ta nhớ đến cái nhắc lại cái công thức tổng chuỗi hình học ha. R này. R chạy từ 1 đến cùng. 0 thì cũng được. Đây A là số các 0. Hội tụ khi phải đi khi. Chỉ đó R nhỏ 1. Này phân kỳ khi phải đi khi. Chỉ đó R lớn bằng 1. Khi cái điều này xảy ra thì chúng ta tìm được chuỗi. Tổng chuỗi. Là từ N0 vô cùng R mà số hàng đầu tiên chia cho 1 trừ cho công bội chúng ta xem xét cái câu cuối cùng liên quan định lý cơ bản của vi phân. Ta nhớ cái kết quả sau. Ok. Phân từ 0 đến t f(x) chúng ta sẽ suy ra được đạo hàm của f lớn là tại t còn f nhỏ tại t. Nhớ đừng có lẫn lộn các biến nha. Trong đây là x nha. Nhưng đạo hàm tại t thì nên là chính ft ha. Áp dụng kết quả này chúng ta sẽ có được đạo hàm của f tại t
chính là căn bậc 2 của 1 cộng cho t bình phương nhân cho 10 trừ 2t nhân cho 1 cộng lớp 1 cộng t ngọn t trục độ 0,8. Từ đây chúng ta tìm được cái vận tốc tại thời điểm t bằng 2. À, chính là S2 ha. Chính là thay t bằng 2 vào ha. 10 trừ 4 là 6 này. Là căn bậc 2 của 5 này. 6 căn bậc 2 của 5 cho 1 cộng log nguyên ba của 3 đơn vị của nó. T được tính theo đơn vị là 0, có đơn vị. Chúng ta bỏ qua đơn vị ha. Ở câu B, chúng ta tìm thời điểm mà vật lên cao nhất so với mặt đất. Tức là chúng ta tìm cái thời điểm mà ớt nó đạt giá trị lớn nhất ha. Ta lập bảng biến thiên. À, chúng ta giải cái mô trình f vì t bằng 0. Chúng ta xét trên cái khoảng 0,8. F(t) bằng 0 chia dễ dàng thấy được rằng là căn 2 1 cộng t bình nó lớn bằng 0 nè. Lớn hẳn 0 nè. Log 1 cộng 1 mẫu các 0 rồi. 10 trừ 2 t bằng 0. Bằng 5. Một khoảng 0,8. Từ đó chúng ta lập cái bảng xét dấu cho bảng biến thiên t t. Đó. Nhập đây từ 0 5 0. Rõ ràng chúng ta đã thấy khi t nhỏ hơn 5 thì dấu này là dấu của đạo hàm bình dương. Đây. Đi lên đi xuống. Từ cái bảng biến thiên này chúng ta đã thấy được rằng là hết nó đạt giá trị lớn nhất tại t bằng 5. Chiều cao hả? Độ cao vật lên cao nhất so với mặt đất tại thời điểm t bằng 5. Yeah.